Chào các bạn, hiện nay trên tay tôi đây là cuốn Cảm xạ đồ phiên bản mới và tôi cũng vừa mới nhận về tay, có nghĩa là screen cũng vừa mới in xong. Thì cái cuốn Cảm xạ đồ cũ đây, nếu như bạn nào trước kia mà đã từng mua cuốn Cảm xạ đồ cũ thì như này. Trên thực tế thì cuốn Cảm xạ đồ cũ thì có một số những cái điểm hạn chế, bởi vì có rất nhiều bạn nói với tôi rằng là cái cuốn Cảm xạ đồ cũ ấy thì cái phác đồ nó hơi bị nhỏ, thành ra là khi các bạn sử dụng con lắc nhiều khi là không biết là nó nằm ở cái điểm nào. Tôi lấy ví dụ như là cái phác đồ để đo chỉ số bô vít này, thì có rất nhiều bạn phản ánh với tôi rằng là ví dụ như là khi mình đo con lắc, không biết các bạn nó gặp cái tình trạng như vậy không, nó hơi nhỏ, vì vậy mà khi mà con lắc dao động thì ví dụ như là giữa 8.000 và 9.000 hay là 10.000 và 11.000 thì chúng ta không biết là ở bên nào, thành ra là nó hay có nhiều những cái sự bất tiện, cũng như là cái phác đồ của nó hơi nhỏ một chút. Thế thành ra là cái việc mà dùng lắc là nó hơi bị có những cái điểm nó hơi hạn chế. Thì sau này thì nhận được rất là nhiều cái thông tin góp ý từ phía các bạn yêu thích về môn cảm xạ, đặc biệt là dùng con lắc cảm xạ học, thì tôi đã biên soạn và cải tiến ra cái cuốn cảm xạ đồ mới nhất này. Thực ra cuốn cảm xạ đồ này thì tôi rất là tâm huyết và biên soạn ở đây, với màu sắc thiết kế là tôi trực tiếp là thiết kế hết tất cả các phác đồ trong này, tổng cộng là có 119 phác đồ. Cuốn phiên bản mới này được tôi update và cập nhật thêm một số những cái phác đồ cảm xạ mới để giúp các bạn tiện trong quá trình của chúng ta thực hành con lắc cũng như là chúng ta học về bộ môn cảm xạ này. Thì các bạn có thể thấy này, đây là một trong những cái phác đồ mới được gọi là phác đồ tổng hợp. Đây là một trong những cái phác đồ rất là hay, có thể giúp các bạn hỏi trực tiếp về tên của một người nào đó. Nếu như bạn đã từng theo dõi video tôi chia sẻ là sử dụng con lắc cảm xạ để dự đoán về ai là người đầu tiên câu được cá như tôi đã chia sẻ, thì tôi sử dụng cái phác đồ này. Đây là phác đồ cái cảm xạ đồ tổng hợp, thì có thể giúp các bạn hỏi được xem là cái người đó tên cái chữ cái đầu của họ là tên là gì, thì chúng ta có thể sử dụng này. Và cái ưu điểm của cuốn cảm xạ đồ mới này thì cái phác đồ, tất cả phác đồ ấy thì đều được thiết kế rất là rộng, vì vậy mà tiện lợi cho quá trình mà các bạn sử dụng hơn rất là nhiều. Tôi để cho các bạn xem cái phác đồ đo chỉ số bô vít, gần như là bằng cả một khổ lớn của tờ A5 luôn. Đây là cái phác đồ đo chỉ số bô vít. Thì khi mà các bạn sử dụng phác đồ này thì các bạn có thể là hoàn toàn rất là dễ dàng để chúng ta nhìn ra những cái chỉ số nó không bị nhầm lẫn hay không bị chồng chéo lên nhau. Tất cả thì đều được in màu các bạn nhé, thiết kế và in màu rất là đẹp. Đấy, tất cả các cuốn này để các bạn có thể giúp các bạn là chúng ta có thể là đưa ra được những cái dự đoán. Và ngoài ra thì cuốn cảm xạ đồ này thì sẽ được thêm những cái phác đồ gì, thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho bạn những cái phác đồ này. Đó là phác đồ về quẻ dịch. Thực ra thì cái này tôi chia sẻ trước với các bạn thôi, có nghĩa rằng là chúng ta có thể áp dụng con lắc cảm xạ kết hợp với bộ 64 quẻ kinh dịch mà trước kia tôi đã xuất bản ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta lên quẻ nhé. Ví dụ như các bạn nhìn vào cái phác đồ này thì nó sẽ có hai phác đồ, một là quẻ thượng này, thứ hai bên này là quẻ hạ. Đấy, bên này là quẻ hạ, có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung chúng ta sử dụng con lắc hỏi xem là quẻ thượng là quẻ gì thì con lắc sẽ chỉ vào quẻ nào, và quẻ hạ là quẻ gì thì con lắc chỉ vào quẻ nào. Sau đó chúng ta ghép vào nhau là trên là quẻ thượng và dưới là quẻ hạ. Thì các bạn hình dung là trong cái bộ 64 quẻ kinh dịch ấy, thì luôn luôn là có quẻ thượng và quẻ hạ ghép vào nhau. Thế thì chúng ta khi mà có đáp án từ con lắc thì chúng ta ghép vào xem là nó ra quẻ gì. Tất nhiên là chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề mà trước khi chúng ta hỏi con lắc thì chúng ta mới có được cái đáp án chính xác, các bạn lưu ý nhé. Hoặc là có thêm một số những cái phác đồ như là hỏi về kinh tế của người này như thế nào. Đây là một phác đồ rất là mới. Hoặc là người này đối với cái công việc này họ ra là sao. Ví dụ như là ngoan cố này, ngông cuồng, sợ sệt, nhút nhát, cầu may, hay là cương nghị, táo bạo, liều lĩnh. Đấy, có thể hỏi thêm rất là nhiều vấn đề. Hoặc là cách cư xử xã hội của con người như thế nào. Đấy, thì trong này có bổ sung thêm rất là nhiều các cái phác đồ để cho các bạn, những người yêu thích bộ môn cảm xạ hay là những người chúng ta mới bắt đầu về bộ môn cảm xạ, chúng ta có thể là giúp chúng ta đưa ra được những cái dự đoán chính xác hơn. Đấy, và cuối cùng của quyển phác đồ thì có một vài cái dòng mà tôi chia sẻ ở đây. Đấy, chia sẻ ở đây thì các bạn có thể đọc tham khảo. Đây là một vài cái dòng tâm sự của tôi, hy vọng rằng
có thể giúp các bạn dễ dàng, thuận lợi hơn trong quá trình ta học tập và nghiên cứu. Và đặc biệt là những ai ấy mà các bạn trước kia ấy, mà có thỉnh cái cuốn cảm xạ đồ này, nếu như các bạn trước kia có thỉnh cuốn cảm xạ đồ này ấy, thì nếu như các bạn muốn cập nhật lên cuốn phiên bản mới, cuốn cảm xạ đồ mới như này, đây cuốn cảm xạ đồ mới như này, nếu như bạn muốn cập nhật lên cuốn mới như này thì các bạn chỉ cần chụp cho tôi cái ảnh của cuốn cảm xạ đồ cũ thôi, các bạn gửi qua Zalo cho tôi, thì cuốn cảm xạ đồ mới này thì tôi sẽ giảm cho các bạn là 50% chi phí nhé. Có nghĩa là cuốn cảm xạ đồ mới này sẽ giảm là 50% hỗ trợ những bạn muốn cập nhật từ cái cuốn mà cảm xạ đồ cũ lên cuốn cảm xạ đồ mới này, thì các bạn lưu ý nhé. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ chụp ảnh và gửi qua Zalo của tôi thì tôi sẽ hỗ trợ và sau đó sẽ gửi cho các bạn cái phiên bản này rất là đẹp. Thế tôi cũng hữu duyên gửi cho một vài người rồi và có cái sự phản hồi rất là tích cực. Cái quyển này tôi thiết kế rất là dày dặn và đẹp, chất liệu giấy mỹ thuật, tất cả in màu hết các bạn ạ, cứng cáp. Trên thực tế thì có rất là nhiều những cái sự ứng dụng vi diệu khi sử dụng con lá cảm xạ, từ việc tìm mộ này, tìm hài cốt trong nhà này, hoặc là chúng ta dự đoán về thời tiết này, hỏi về rất là nhiều những cái vấn đề đo năng lượng của bất kỳ một cái vật phẩm nào tồn tại xung quanh chúng ta. Nếu như bạn là một người nghiên cứu về môn cảm xạ, bạn là một người yêu thích về những cái sự dự đoán trong tương lai, thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những công cụ rất là thiết thực, không thể thiếu được trong cái hành trang của bạn, trong cái việc mà bạn nghiên cứu bộ môn này. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.